Một mà muốn lương y nhân nhiêu? Nhân y. Từ y mà mới lên y bằng nhân gì? Từ y mà muốn lên y bằng thì nhân. Y quen chưa? Từ y bằng mà muốn lên y mũ ba nha. Nhân y, vậy là cấp số gì? Cấp số nhân. Xác định giúp đỡ U1 đi. U1 là cái số đầu tiên á chị. Quy đi thì sẽ bằng là U2 chia cho U1 đi. Là bằng gì? Chạm. Bằng y, chốt chưa? Sau đó lại nhớ lại cái công thức đi. S N bằng bằng gì? U1 nhân 1 trừ Q mũ N chia cho 1 trừ Q. Ráp vô đi. U1 nhiêu? 1 nhân 1 trừ Q. Y nó cả mũ N. Mũ N thì từ này nè. Cẩn thận nha. Từ Y đến đây bao nhiêu số? Bây giờ thêm này nữa nhiêu? Hiểu không? Chia cho 1 trừ y bằng 1. Cái này 1 phải khỏi ghi nha. 1 trừ y mũ 2021 lại tách ra là y mũ 2020 nhân cho y được không? Chia cho 1 trừ y. Tiếp tục. Những kỹ năng nè bằng 1 trừ thằng này lại tách tiếp là có phải y bình mũ 1010 không? Tự bấm máy tính. Thằng này ra máy. Ra bao nhiêu? Ra trừ một không? Y bình ra trừ trừ một đó mà mũ gì? Mũ chẵn thì ra số dương, vậy là 1 trừ y chia cho 1 trừ y bằng 1. Vậy cho thấy là gì? Một này là phần gì? Thật hay ảo? Thật. Vậy ảo bằng nhiêu? Không, vậy mình sẽ có cái điểm đó chính là 1 0. Hiểu không?